Số 8 Tuấn Anh, số 16 Đinh Hoàn và số 19 Đinh Hoàng. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía tổ 19-20 sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Trong khi đó tổ 9, những ngôi sao mày họ sẽ án ngữ khung thành, sẽ đều muốn hướng tới một trận đấu hay về chuyên môn và sẽ là tấm huy chương đồng dành tặng cho những người hâm mộ. Tình huống xoay sở vừa rồi là của Văn Phúc. Pha dứt điểm của số 16 Đình Hoàn. Một lối chơi chậm chắc vẫn đang được cả hai bên tạo ra. Và họ sẽ tận dụng của Bòi Tẹt cũng như là Đăng Huy. Sự xuất hiện của Đăng Huy trong trận đấu này là sự xuất hiện có thể nghĩ tới. Một tình huống dứt điểm rất xả. Và nó mang lại phần nào đó chút bất ngờ cho thủ thành bên phía tổ 19-20. Tình huống dứt điểm vừa rồi, theo quan sát của chúng tôi, đó chính là pha dứt điểm đã từng tham dự tại League C của bóng đá sân 7. Thì không bất ngờ họ lựa chọn một cách đá chậm chắc và họ sẽ chơi an toàn. Đã có lỗi. Một tình huống không đáng có của thủ môn Đăng Huy. Thủ thành mang áo số... Người đang đứng trước bóng đó là Quân Sửu. Rất nhiều những lựa chọn. Chính xác hơn đó là năm bấy Tuấn Anh. Tình huống xoay qua 3-0 thành công. Sự non nớt về mặt kinh nghiệm trong những trận đấu mà tổ 9 đã thể hiện, đặc biệt là ở trong trận đấu trước, họ để cho các đối một và không thể chơi song phẳng ở những pha tranh chấp với những cầu thủ đàn anh của mình. Bóng hướng đến vị trí của Quân Sửu. Văn Phúc rất nguy hiểm và dứt điểm từ xa của Văn Phúc. Không quá bất ngờ khi Văn Phúc luôn thực hiện những tình huống dứt điểm từ xa như vậy. Nó luôn mang lại rất nhiều sự bất ngờ đối với thủ thành. Bóng có đầy đủ những cầu thủ và có nhiều những điều may mắn như tổ 11. Trong trận bán kết 2 thì Minh Tổ cùng các đồng đội của mình không thể làm nên điều bất ngờ. Cũng phải nói đó là một trận đấu mà đội bóng áo xanh dương đã chơi tốt. Nhưng với lực lượng và với quân số không thực sự đồng đều và không quá nổi bật trước một tập thể đã khẳng định được chất lượng trong đội hình như tổ 11 thì cũng rất khó để có thể mang, biết rằng trước mặt mình và những đối thủ, những cầu thủ mình đang đối mặt đều là những cầu thủ còn rất trẻ và họ đều có nền tảng thể lực rất tốt. Và chuyền bóng không thành công. Một chút gì đó hơi lập bập ở điểm chạm một phần tấn công của đội áo xanh trắng. Thành Tâm. Và mở bóng khá thoáng và đây sẽ là cơ hội rất hay. Góc sút lại quá hẹn. Bây giờ sẽ là phản công cho tổ 19-20. Hơi vội ở những pha triển khai bóng lên phía trên. Thành Tâm. Tiếp tục lại là Văn Phúc. Văn Phúc. Quá khó khăn trong vòng vây của 3 đến 4 bóng áo xanh. 3-1. Quá chậm ở tình huống trước bóng. Tuấn Anh. Tuấn Anh cùng Thành Tâm đang sẵn sàng dứt điểm. Bóng khá lập bập nhưng rất may là hàng phòng ngự bên phía tổ 19-20 đã kiểm tỏa được tình huống bóng nguy hiểm vừa rồi. Phút của hiệp thi đấu đầu tiên và tỷ số hiện tại vẫn đang là không đều. Một hiệp đấu toan tính và một hiệp đấu cân bằng mà cả tổ 19-20 lẫn tổ 9 đang thể hiện. Và làm tường của Minh Tổ. Nhưng bắt vô lê vừa rồi mang tên Quân Sửu lại không thể. Hơi vội nhưng bóng vẫn kịp đến chân của Minh Tổ. Quá đáng tiếc. Và đánh gót không đáng có của Quân Sửu. Hoàn toàn có thể đơn giản hơn. Thay vì màu mè có thể tiếp cận được khung thành của tổ 19-20. Đình Hoàng. Quá hay. Một tình huống xử lý quá hay của cầu thủ nhỏ con
nhất trên sân. Một chạm và một tình huống dứt điểm mang lại bàn thắng. Pha dứt điểm của số 19 bên phía tổ 9 khiến cho tất cả những người hâm mộ của sắc áo vàng xanh, của sắc áo trắng xanh 19-20 phải im lặng. Đình Hoàng không cao nhưng anh luôn khiến người ta phải ngước nhìn. Và nó đúng trọng. Các cầu thủ bên phía tổ 19-20 đang rất muốn cân bằng tỷ số để qua đó làm tiền đề để hiệp 2 trở nên dễ chơi và dễ thăng hoa hơn. Dứt điểm. Tiếp tục là những tình huống bay người cản phá của Quốc Huy. Khung thành của thủ thành Ma số 1 bên phía tổ 9 vẫn chưa thoát khỏi những pha bóng nguy hiểm và những sóng gió vẫn liên tiếp đến với anh cùng các đồng đội của mình. Đình Hoàng hay Tuấn Anh, Đức Huy sẽ chơi tự tin và cầm bóng chắc chắn hơn. Hy vọng các cầu thủ bên phía tổ 9 sẽ luôn giữ vững được tinh thần, cần chạy chậm và chắc hơn thay vì yêu cầu những tình huống lên bóng. Chắc chắn sẽ có tình huống phạm lỗi, một pha phạm lỗi rõ ràng của Minh Tổ với Văn Phúc. Nhưng cũng phải nói Văn Phúc ở tình huống bóng vừa rồi, nếu như chỉ cần một chút sơ thảy thì anh sẽ mang lại một bàn thua không đáng có cho hội và cần loại bỏ tối đa những tình huống chuyền bóng sai địa chỉ như vậy. Bóng trong chân của Đức Huy. Thanh Tâm. Đây là Đình Hoàn. Thanh Tâm. Và xử lý theo bài và sẽ có phạt góc. Một tình huống xử lý có thể chấp nhận được. Một. Không còn ngôn từ nào để diễn tả sự xuất sắc của tấm tường màu trắng nữa. Và họ cần phải duy trì trong những phút sắp tới. Được chuyền sai địa chỉ. Nguy hiểm. Và dứt điểm vừa rồi của Văn Biển. Và liệu họ sẽ thực hiện thành công hay không? Dứt điểm. Sự xuất tướng kịp thời của Tuấn Anh. Và chuyền bóng nguy hiểm. Đây là cơ hội. Thật sự thì khi cần Minh Tổ có và khi khó có Minh Tổ. Rất khó để có thể bỏ lỡ ở những pha bóng như vậy. Pha dứt điểm là quá gọn gàng. Miễn chê. Một đều cho các cầu thủ tổ 19-20. Niềm tin đã quay trở lại. Và liệu một cuộc lội ngược dòng có thể thực hiện hay không? Nguy hiểm. Bây giờ thì sự tự tin cùng tinh thần đang thuộc về các cầu thủ 19-20. Bản lĩnh của một trong những đội bóng kinh nghiệm nhất tại giải đấu lần này đã được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời điểm. Không ai khác, Minh Tổ. Tiếp tục lập bập. Và lại là Minh Tổ. Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Đến ngay cả trọng tài chính cũng phải lắc đầu trong tình huống bóng vừa rồi. Một thoáng sơ sẩy của hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Và họ đã phải trả giá. Một cái giá rất đắt. Bây giờ thì khó khăn được đổ. Những người anh em của làng Mậu Lương, họ vẫn sẽ trở lại. Và họ cùng nhau xách giày ra sân trong những buổi chiều. Đường truyền không hiểu ý của Thanh Tâm. Đây là Văn Biển. Thể lực không tốt khiến cho Văn Biển thiếu đi sự tỉnh táo ở pha xử lý bóng vừa rồi. Đây là Văn Phúc. Văn Phúc. Ngay cả một cầu thủ chơi đầy sức mạnh và có nền tảng thể lực tốt như Văn Phúc cũng đang rất khó khăn. Tất cả các cầu thủ bên phía tổ 9 đã dâng hết lên. Và xin chúc mừng tổ 19-20. Họ là người giành chiến thắng và tấm huy chương đồng thuộc về những người kinh nghiệm của giải bóng đá hội làng Mậu Lương năm 2023. Và đến đây thì buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi xin được khép lại.
Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên sóng của VFTV.